Đây cô chú anh chị và các bạn, thì bữa hổm á là em có quay phim Một Cái Ba Bê này rồi, mà có anh kia anh chốt mà anh chưa chốt, anh chưa có đặt cọc ha, thì cũng chờ đợi gì cũng mất hết mấy lượt khách. Hôm nay em xin phép em quay lại với con bò cái tơ. Tơ này thì phối rồi nha anh chị, bò mấy con bò này bự xác không à. Cái tơ này cũng hết biết bò nha, tơ này cũng bò bô xác nhất ạ. Con này phối chưa được 1 tháng anh chị, mới có 2 mấy ngày à. Chân móng hết biết cái dàn xương không. Bò này cũng gần 1m4 bò á, bò cái tơ nha, bò cái bô, bô lê xin, bô xin á, hết biết bò. Cái bò này bự dữ dằn. Còn ba bê này, ba bê chữa anh chị, ba bê chữa này thì bữa hổm nó chữa mấy tháng quên anh, ba bê chữa thì chữa 6 tháng anh chị. Ba bê này thuộc về bò tàn khủng nha, con này nó như chiếc xà lan vậy á. Mình không biết có từ ngữ nào mà để diễn tả con bò này để cho mà bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Chứ thực sự mà nói con bò này hết biết con bò luôn anh chị ơi. Anh chị thấy không? Nhìn xa xa đi lại là thấy con bò ba bê là thấy biết nó cỡ nào đó, vàng xương ghê gớm lắm. Vàng khung xương lớn nha. Con bò này thì anh chị nào mà mua con bò này mà anh chị mà chơi nhỏ là em tặng bò cho anh chị nuôi chơi, nuôi giải trí luôn ha. Chứ bò này không biết cái từ ngữ nào để diễn tả nó luôn, tại vì nó quá tờ cái xác nó như bò đực vậy anh chị. Chân móng nè, móng sò anh chị thấy không, sò mà sò chấm như móng trâu vậy á, anh chị coi giờ trước như móng trâu không đó. Móng đẹp dữ lắm. Ba bê mà kiếm có con nào, ít có con nào bự vậy, một cái nha mà chân móng đẹp có thẳng rang à. Ôi. Tình trạng đi đứng hoàn thiện ha, cấp mình nè, không áp xe, không trật lỗi gì hết, bao chữa 6 tháng, bao khám lại nha. Bò này chắc nằm khoảng tầm 470-480 cân hơi á, bò bự dữ lắm anh chị. Chân móng cấp mình nè, cái vú hết biết cái vú luôn nội ơi, cho anh chị coi cái vú nè đó, thấy không, mấy cái vú này mà hai nữa mà đẻ con ra chắc mà phải cầm cái vú đút vú miệng bò con mới nổi thôi. Bò vàng vàng xương hết biết. Đây có con cái tơ bolesin, con này thì sắc nhất nha, con này sao về đẻ con bò con ra thì thôi khỏi nói rồi. Con nào bự thì em nói bự, con này nhỏ nó nhỏ, chốt giá cho anh chị bộ cái tơ này phối mới có 2 mấy ngày thôi nha, 21 triệu, 21 triệu nha anh chị. Chân móng này 21 triệu nha. Còn con này thì chốt giá lại cho anh chị giá 33 triệu 500 nè, và hổm quay 34 nay bớt 500, còn 33 năm. Anh chị cô chú nào có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em ha, hết biết bò. Đây anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ủng hộ giùm em. Chiều cao của nó thì để em đo hạo ra cho anh chị xem, mà bò này bò sát nhất không à, đảm bảo với anh chị không có nhỏ con. Nhiều khi mấy con bò này thật sự mà nói em mà nghe ai nói sát nhất em phái lắm, nghe nói sát nhất là mê lắm, bò bự đẻ con ra đẹp. Nói chung mà anh chị mua bò mà anh chị hà tiện, anh chị mua mấy con bò nhỏ nhỏ tiền á, là không có cái nào mà bò đẹp được. Tại sao? Cái gì cũng có giá trị của nó, tiền nào thì của nấy thôi anh chị. Chứ anh chị giờ anh chị muốn đẹp, muốn sang mà anh chị nhỏ tiền thì không có rồi. Ở đây thì con này chiều cao tại phía sau khu của nó nha, để đo thử cho anh chị xem, là 1m37 ha. Con kia thì nó cũng xám xám vậy á, cũng tầm 1m35 hả anh chị. Bò cái bô lê xin này nè, tơ nha, 1m35 bò. Chốt giá cho anh chị con này 21 triệu nha,
bự lắm bự. Còn con này thì 33.500.000. Rồi thì rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để có thể chốt được những mò này mua về nuôi phát triển kinh tế ha. Bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.